Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam bị phạt 55 triệu đồng vì tổ chức không phép. Cuộc thi đại sứ hoàn mỹ, Hoa hậu chuyển giới, tổ chức chưa có sự chấp thuận của cơ quan chức năng nên đã bị xử phạt 55 triệu đồng. Theo Vietnamnet, ngày 18 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cụ thể về trường hợp cuộc thi đại sứ hoàn mỹ. Theo đó, hoạt động thi người đẹp này chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ các nội dung liên quan và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố có quyết định xử phạt đơn vị tổ chức về hành vi vi phạm hành chính với mức 55 triệu đồng, căn cứ theo Nghị định 38/ND/CP ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ. Bên cạnh đó, Sở khuyến cáo cá nhân, tổ chức hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật cần tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, góp phần tạo nên môi trường hoạt động lành mạnh, công bằng. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Theo tờ Dân Việt, trước đó, ngày 8 tháng 4 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cuộc thi The Final Night Gala Đại sứ Hoàn Mỹ Miss International Queen Việt Nam 2023. Cuộc thi này do công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment tổ chức tại phim trường Zoom Media số 44/1 đường Tân Thới Nhất, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 4, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment thừa nhận công ty đã tổ chức đêm chung kết cuộc thi người đẹp đại sứ hoàn mỹ, hoa hậu chuyển giới mà không có văn bản chấp thuận.